Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, Bộ Chính trị quyết định, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 để điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Bộ Chính trị đã có quyết định Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng, Chính phủ và điều động, phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng trên cương vị mới là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội đoàn kết thống nhất một lòng, chung tay, chung sức thực hiện thành công các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16 và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ. Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Hoàng Trung Hải sẽ phát huy được năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của mình, đóng góp vào công việc chung của Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải cảm ơn các đồng chí trong thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã cùng đoàn kết, phát huy dân chủ, trách nhiệm, chia sẻ, giúp đỡ cùng lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thủ đô, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô đã giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới, đồng chí Hoàng Trung Hải hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ vừa được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết rất vinh dự được đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao phó vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ cùng tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, các cơ quan, đoàn thể nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của thủ đô, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngày vào Đảng ngày 9 tháng 3 năm 1984, học hàm học vị giáo sư, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, đồng chí được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.